chứng kiến pha bóng mà trung vệ Phil Jones bị De Bruyne vượt qua quá đơn giản. Cổ động viên MU và các fan trên toàn thế giới đều khuyên cầu thủ người Anh nên chia tay sân cỏ. Tình huống trên đến ở phút thứ 38 trận Derby Manchester tại lượt đi vòng bán kết Cúp Liên đoàn diễn ra trên sân Old Trafford. De Bruyne chỉ cần lắc nhẹ là đã vượt qua được Jones trước khi dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. De Gea đẩy bóng cứu thua cho MU nhưng lại đập trúng vào chân của Pereira đang băng về với tốc độ cao. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Kỹ thuật trong bóng đá thì rất đa dạng với muôn kiểu cách khác nhau. Tùy thuộc vào khả năng của mình cùng sự tự tin thì các cầu thủ vận dụng nó vào trong những tình huống khác nhau để những pha xử lý có hiệu quả cao khi thi đấu trên sân. Những siêu sao bóng đá trên thế giới đều sở hữu một nền tảng kỹ thuật cực tốt. Do vậy, những pha xử lý của họ khiến người hâm mộ rất thỏa mãn. Ngày hôm nay hãy cùng xem pha đảo chân khiến các ngôi sao Ronaldo, Pogba, Neymar ngã nhào. Ngôi sao Lionel Messi là điển hình cho những pha xử lý bóng đơn giản nhưng hiệu quả đem lại rất cao. Chỉ với những cú lắc hung đơn giản nhưng Messi khiến nhiều danh thủ trong làng bóng đá thế giới phải ôm hận. Hậu vệ Marcelo cũng đã là nạn nhân của cú lắc hung đầy điều nghệ của Messi. Cristiano Ronaldo đã có pha tung bóng nhẹ nhàng qua đầu trung vệ Antonio Rudiger trong cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Đức trong khuôn khổ bảng F Euro 2020. Không chỉ vậy, trong lúc chờ trái bóng rơi xuống đúng tầm, siêu sao người Bồ Đào Nha giơ tay như giả vờ hứng lấy bóng, rồi điệu đà tung cú đánh gót không cần nhìn, chuyền bóng chuẩn xác cho Bruno Fernandes. Skill ấn tượng của CR7 được FIFA bình chọn là tình huống xử lý hay nhất trong ngày. Benzema đã thể hiện trình độ cá nhân tuyệt vời của mình để vượt qua ba hậu vệ Atletico trước khi thực hiện cú căng ngang. Đây được coi là một pha bóng chuẩn mực về kỹ năng rê dắt trong khoảng không gian hẹp trước số đông cầu thủ đối phương. Pha đi bóng ngoạn mục này của Benzema càng có ý nghĩa hơn khi nó được thực hiện trước một hàng thủ khét tiếng chắc chắn như Atletico và có tới ba hậu vệ áo đỏ trắng bị biến thành trò cười. Kỹ năng đỉnh cao của Ronaldinho là điều không phải bàn cãi. Với đôi chân rất ngoan của mình, những cú đảo chân hay xử lý điệu nghệ để vượt qua các cầu thủ đối phương luôn khiến những người xem phải trầm trồ thán phục vì sự ảo diệu của nó. Đến những đối thủ của Ronaldinho cũng phải hoa mắt chóng mặt trước những cú đảo chân của anh. Luka Modric không hổ danh là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới thời điểm hiện tại. Nhận đường chuyền dài của Marcelo từ cánh trái trong sự áp sát của một cầu thủ Barca. Nhưng với đẳng cấp của mình, Modric với hai nhịp chạm bóng tinh tế đã loại bỏ hoàn toàn sự truy cản một cách không thể đẹp mắt hơn. Nói đến khả năng qua người thì Messi là cái tên hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của chúng ta.
không hoa mỹ nhưng đầy hiệu quả. Những pha xử lý của Messi thoạt nhìn rất đơn giản nhưng chứa đựng trong đó là sự tinh tế của một thiên tài bóng đá. Trong những tình huống một đối một, không ai có thể ngăn cản được Messi cả. Đó là sự nhận định của nhiều chuyên gia bóng đá thế giới về khả năng của Messi. Ivan Perisic là biểu trưng cho thứ tinh thần không chịu gục ngã. Có Perisic, cánh trái của Croatia và Inter Milan trở thành một địa điểm giàu tính đột biến và sức công phá. Với đôi chân ma thuật, nền tảng thể lực dồi dào cùng sự đột biến trong những khoảnh khắc bất ngờ, Perisic khiến nhiều hàng thủ phải đau đầu vì anh. Tự tin ngoặt bóng trước sự ngăn cản quyết liệt của cầu thủ đối phương, biến đối thủ trước mặt thành chú hề đã trở thành thương hiệu của Perisic. Ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo khi còn khoác áo MU cũng khiến nhiều cầu thủ lừng danh phải ngã ngục vì kỹ thuật qua người hết sức lắt léo của anh. Đó khiến những cầu thủ không thể đoán được suy nghĩ của Ronaldo và bị anh qua người một cách dễ dàng. Hearing subliminal soul in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like... And I'ma get it right. Get on sight like. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Luôn như vậy, luôn là Messi với những pha đi bóng cực kỳ ấn tượng, vượt qua hàng loạt cầu thủ đối phương. Với nhiều cầu thủ, có thể cả sự nghiệp không thể thực hiện những pha xử lý như vậy. Nhưng với Messi thì người hâm mộ đã quá quen với việc anh đi bóng vượt qua một rừng cầu thủ đối phương. Đơn giản, đó là vì anh là thiên tài được cả thế giới bóng đá công nhận. Sao trẻ người Argentina Paulo Dybala luôn được biết đến với kỹ thuật cực kỳ cao và khả năng tạo đột biến tại Juventus. Những tình huống xử lý của Dybala thì thường rất đẹp mắt với sự tinh tế và đẳng cấp của nó. Kỹ năng cao cùng sự tự tin giúp anh có những pha tiếp bóng và xử lý qua người đạt đến mức hoàn hảo. First off, you don't run nothing. All talk and your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Để có những pha xử lý đẳng cấp cao như vậy, ngoài khả năng chơi bóng thiên bẩm thì đó còn là sự nỗ lực tập luyện không biết mệt mỏi của các cầu thủ để đạt được thành công như ngày hôm nay. Đó là cái kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!